Vượt qua quãng đường hơn 100 km, chúng tôi tìm đến thôn Dị Nậu, xã thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ để tìm hiểu về chủ tịch Nguyễn Kim Hùng, một người mang trong mình những ước mơ khát khao được đổi đời. Được sinh ra ở một vùng quê nghèo, lớn lên như bao đứa trẻ khác, nhưng với những ước mơ, khát khao thoát nghèo và ý chí cùng nghị lực, Chủ tịch Nguyễn Kim Hùng đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách của cuộc sống để có được những thành công như ngày hôm nay. Năm 83 là tôi vợ chúng tôi bắt đầu sinh nó. Thì hai chị em đi lấy kỳ sắn đấy, lấy kỳ sắn về để đến vụ tới để trồng ấy. Thế thế là đi cánh kỳ sắn về thì cái ngang đường thì chị đau bụng đẻ, thế về thì thôi bỏ đấy thì cho chị đẹp chị về. Thế thì đẻ nó, khi nó ra đời thì ông tôi có một cái kỷ niệm nhá, tức là đưa chúng nó đi viện đẻ trên bệnh viện này. Thì ông tôi có cái mít kìa, nó có một quả mít phải 15-17 cân nữa, quả mít dài, to lắm, không chú nào. Lúc bà xã tôi bà đẻ nó thì sướng quá, là thông tin về là có đẻ con trai rồi, quý tử rồi, là cụ về là khanh về nhà là bắt đầu cụ bổ quả mít ra trong những năm tháng đói, thật sự là những năm tháng đói, quý lắm. Cho nên là khi sinh ra Hùng thì nhà nghèo lắm, cho nên là mẹ con cũng chất chiu. Hùng lớn lên trong một gia đình nghèo, nhưng mà Hùng lại rất là ngoan, được ba chị em ngoan cả, nên học hành thì cũng thông minh, mà lớn lên thì thôi thì làm mọi nghề như là đi thả bò, đi bán đậu. Nhớ nhất là cái hình ảnh bố mẹ ở nhà sấy đậu ra nuôi, sinh ra con, nuôi con lớn, và đến lúc mà cái hình ảnh không quên được, mà cứ buổi sớm mà phát bê 5 miếng đậu đi xuống chợ bán, rồi lại hết rồi lại quay về lại đem 5 miếng nữa xuống bán, rồi chiều mới đi học chiều. Đấy là cái hình ảnh không bao giờ mà mẹ quên được, mà cái người có một đứa con trai mà lại vừa lại ngoan mà lại thông minh mà lại hiếu thảo với mẹ, là mẹ là nhớ nhất cái hình ảnh đấy. Hùng thì ăn tốt lắm, không chê cái gì cả. Như vậy nghèo như những các chị kia, Hùng thì có cái gì cũng ăn. Nó có đặc biệt là khi nó học, tức là nó rất tự giác cho nên khi nó học nó không hỏi bố đâu, bố dạy toán nhưng nó không hỏi. Thì khi nó làm những cái bình thường mình cứ kiểm tra thì mình thấy nó làm đúng thì mình không nói, có cái nó không hỏi. Cái con nào không làm được ông mới hỏi. Một cái kỷ niệm là nó lấy pin, toàn bộ cái pin ấy, thì nó cho muối vào. Cho nên cái góc bàn học của nó có phải 10 cái bát. Nó cho vào, nó đấu điện vào, thì nó bảo bố xin cái motor, chỉ ở đài bán dẫn ấy, nó có cái motor quay này, thì tôi xin cho nó. Nó làm hai cái và đem để hai bên để chống muỗi để học. Lúc mà nuôi con đi học thì mong mỏi nhất là cho con một cái xe đạp để con đi học cấp 3. Đi học cấp 3 xong rồi mong cho con đi thi còn làm lễ để cho con đỗ đại học. Bố đi ngày nào mẹ làm lễ để cho mong cho con đỗ trường đại học nào để mà cho con đi học, để mà cho bước vào nghề. Tháng 1 là tôi xuống tôi phát lương. Tháng nào phải xuống phát lương. Trong những cái năm đầu tiên thôi, còn năm sau là không phải phát. Năm sau là nó về nó lấy luôn ấy. Thế vì năm thứ hai nó đi kiếm thêm được mà. Nó mua tôi một cái tivi. Lúc mà Hùng mới ra trường này, xin vào một cái công ty tư nhân, rồi làm được một vài năm sau thì cũng có tí vốn, thì Hùng thành lập một cái công ty cũng vất vả lắm. Nhưng mà Hùng cũng quyết tâm bởi vì là con cố gắng con thành lập mà một cái doanh nghiệp, mà hơn nữa là lại được cái anh bạn gì nhá, ở dưới Bắc Ninh nhá, đi theo cũng học cùng trường mỏ, đi theo về hai anh em là dìu dắt nhau vào một con đường. Thì tôi là cô của cháu, cô ruột của cháu, thì cũng chỉ có là nhắn nhủ cháu là thứ nhất là phải giữ gìn sức khỏe là đầu tiên, thì có sức khỏe thì mới có tất cả. Thứ hai đó, sau đó thì có sức khỏe rồi thì phải công việc thì hoàn thành và càng ngày càng phát triển, và đã ham mê của nghề của mình
thì phải ham mê cho nó đến cuối cùng và càng ngày càng phát triển lên. Thế thì mong nhắn nhủ cháu là luôn khỏe mạnh để mà làm được nhiều công việc thu nhập cho nó cao, về vừa là nuôi bố mẹ, nuôi các con. Mong con cố gắng là theo cái đam mê của mình, lo đi, lo sự nghiệp thì chính kiếm tiền để nuôi bố mẹ. Bố mẹ ở nhà thì trông nhà thôi. Thế như coi như tới cuối đời thì ông phải về đây ông ở. Thế nuôi các con thì chắc ông phải nuôi rồi. Ông phải nuôi cả bố mẹ cơ. Bởi vì là quan trọng lắm. Bà mẹ bà này bà quan trọng với thằng Hùng lắm đấy. 9 tháng 10 ngày ăn năn để đau. Bà kể những cái kỷ niệm bà mang thai nó và đưa vào tận trong cái rừng cơ, bà nào. Bà này này, nhiều kỷ niệm với nó lắm. Cho nên bà đã có bàn tay vàng này. Tay vàng rồi bà đấy. Đi từ con số 0, sau 10 năm nỗ lực, ông đã xây dựng lên một đế chế. Kim Nam Group gồm 12 công ty thành viên. Với tầm nhìn, Kim Nam Group trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành, dẫn đầu về chuyển đổi số hóa, tối ưu hóa hoạt động doanh nghiệp. Và sứ mệnh Kim Nam Group vì khát vọng định vị doanh nghiệp Việt trên bản đồ toàn cầu với chiến lược Make in Việt Nam. Cùng với đó là giá trị cốt lõi, đam mê là nền tảng, sáng tạo là sức mạnh, công nghệ cao là mũi nhọn và khát vọng là kim chỉ nam. Liên tục đưa ra những hiến kế cho chính phủ tại các chương trình hội nghị tầm cỡ quốc gia. Dành hơn 1.000 giờ đào tạo cho cộng đồng doanh nghiệp. Cung cấp các sản phẩm, giải pháp cho doanh nghiệp như tư vấn, coaching, giải pháp số, giải pháp vốn P2P lending. Tổ chức hoạt động cộng đồng ý nghĩa dành cho doanh nhân như từ thiện. Tổ chức tọa đàm cùng các chuyên gia. Tổ chức chương trình hội nghị kết nối giữa doanh nghiệp và chính phủ. Là cánh tay nối dài giữa cộng đồng doanh nghiệp và chính phủ. Và đồng thời ông cũng tạo ra việc làm cho hơn 200 cán bộ công nhân viên, tạo cho họ một môi trường đầy sáng tạo, nhiệt huyết, đem lại nhiều giá trị cho xã hội mà không ở đâu có. Cán bộ công nhân viên tập đoàn Kim Nam rất biết ơn Chủ tịch Nguyễn Kim Hùng, người thầy vĩ đại trong trái tim cư dân Kim Nam. Xin chúc mừng Chủ tịch Nguyễn Kim Hùng luôn khỏe mạnh để đưa con thuyền Kim Nam vượt qua thử thách và chinh phục những mục tiêu lớn hơn. Chúc mừng sinh nhật Chủ tịch Nguyễn Kim Hùng. Chúc bố một ngày sinh nhật vui vẻ, luôn luôn khỏe mạnh. Hai chị em có yêu bố nhất trên đời.